Hello, xin chào các bạn. Hôm nay là ngày sinh nhật của mình, và mình vừa mới được nghe bài hát Chắc Ai Đó Sẽ Về của Sơn Tùng M-TP. Mình cũng cảm thấy khá là thích bởi vì nó cũng ra đúng vào ngày sinh của mình. Và mình đã quyết định là cover lại để làm kỷ niệm. Và cũng phải nói thêm rằng là đây là lần quay thứ 5 rồi và không biết là sẽ còn phải quay thêm lần nào nữa không, mà mình vẫn phải hát cái điệp khúc này từ nãy giờ, nhưng mà mình sẽ cố gắng để chúng mình sẽ cố gắng để hoàn thiện hết bài hát. Vâng, bây giờ thì xin mời các bạn cùng nghe nào. 1 2 3 bắt đầu.
chắc ai đó sẽ sớm quay lại thôi, chắc ai đó sẽ sớm quay về thôi. Cầm bông hoa trên tay nước mắt rơi, anh nhớ em. Yeah, đã hoàn thành. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào.